Chuyện điêu lương chưa bao giờ là một việc đơn giản cả, và nếu không sáng suốt, nó sẽ là thứ ám ảnh cả các cầu thủ lẫn đội bóng của họ trong một quãng thời gian dài. Cứ nhìn cái tấm gương của Barca FC mà xem, điêu lương vô tội vạ vào xong giờ nợ như chúa chổm, phải ép cầu thủ cắt lương liên tục để đỡ hộ, giờ còn vã đến độ tính quỵt cả lương Frankie De Jong để đẩy anh đi cơ mà. Hay như Manchester United một vài mùa trước, cứ đá bay vài trận là Edward lại ký tăng lương, để rồi cuối cùng biến đội bóng trở thành cái trại tình thương, nơi tập hợp toàn những cầu thủ ngồi chơi nhưng sơi lương hạ nhất như Alexis Sanchez, Juan Mata, Phil Jones, Anthony Martial. Đàn ông nói dối, đàn bà cũng nói dối, nhưng con số thì không biết nói dối. Muốn mọi thứ xanh chín, cái gì ra cái đấy, cứ đập thống kê, phân tích dữ liệu vào mặt nhau, ắt hai bên sẽ phải ngồi xuống mà tìm kiếm tiếng nói chung và ký một bản hợp đồng hợp tình hợp lý mà thôi. Và đó cũng là cái cách mà Kevin De Bruyne đã làm với ba lãnh đạo của Manchester City để kiếm về cho mình một bản hợp đồng xứng đáng với năng lực của mình. Vậy, anh đã làm như thế nào? Mùa hè năm 2021, De Bruyne chính thức ký với Manchester City một bản hợp đồng có trị giá lên tới 83 triệu bảng, tương đương với mức lương khoảng 400.000 bảng một tuần, kéo dài tới năm 2025. Điểm đặc biệt ở chỗ, thay vì ngồi xuống bàn đàm phán cùng với người đại diện của mình, số 17 lại tự mình ngồi deal với câu lạc bộ và chỉ nhận được sự trợ giúp của bố và luật sư từ xa. Để có được sự tự tin như vậy, tiền vệ người Bỉ đã bắt tay với Analytics FC để đưa ra những phân tích về các màn trình diễn của anh trong quá khứ tới hiện tại và đưa ra những dự đoán về De Bruyne trong tương lai. Bên cạnh đó, công ty này còn cung cấp thêm góc nhìn cho thấy tầm quan trọng của số 17 tại Manchester City là như thế nào và so sánh mức lương của anh với những tiền vệ tấn công có sức ảnh hưởng ngang bằng. Ủa, nhưng mà từ từ đã, Analytics FC là mấy ông nào vậy? Đây là một công ty do cựu tuyển trạch viên của West Ham và huấn luyện viên đội B của Brentford Jeremy Steele thành lập vào năm 2015. Họ cung cấp và diễn giải dữ liệu theo một cách trực quan và dễ hiểu, giúp khách hàng của họ có thể tận dụng tối đa tiềm năng của data và từ đó đưa ra những quyết định chính xác hơn trong cả vấn đề chuyên môn lẫn kinh doanh. Analytics FC sử dụng một thuật toán dùng để tính toán giá trị đóng góp của một cầu thủ tới đội bóng của họ thông qua các dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao như số bàn thắng, số kiến tạo, XG, XA, XT. Với thuật toán này, Analytics FC sẽ giúp cho các câu lạc bộ nắm rõ được giá trị mà các cầu thủ có thể đem lại, nhằm có cái nhìn tổng quan hơn trong những quyết định về nhân sự sau này, đặc biệt là việc ký kết hợp đồng. Quay trở lại với Kevin De Bruyne, ban đầu, City offer cho anh một mức lương rẻ mạt hơn rất nhiều so với con số 400.000 bảng đã nói ở trên kia, thậm chí còn ít hơn cả số tiền anh đang nhận được ở bản hợp đồng cũ. Và dù rất yêu câu lạc bộ, thế nhưng rõ ràng là KDB không thể chấp nhận được điều này. Nhưng thay vì làm mình làm mẩy, tung tin chuyển nhượng để tạo sức ép lên ban lãnh đạo, De Bruyne thuê Analytics FC về viết cho mình một bản báo cáo để trình lên các cốt to của City, để cho thấy tầm quan trọng của anh với đội bóng này là như thế nào. Bản báo cáo chỉ ra rằng, tôi, Kevin De Bruyne, là thằng có sức ảnh hưởng trên mặt trận tấn công to nhất tại Manchester City. Chưa hết, những đóng góp trên mặt trận tấn công của tôi còn được đánh giá là top 1 châu Âu bây giờ, bỏ xa người thứ hai là thằng nhõi Sancho bên phía Dortmund. Còn nữa, nếu tôi mà rời câu lạc bộ, cơ hội vô địch Champions League của mấy người sẽ tụt không ngóc lên nổi. Thế mà, nếu so với những cái thằng khác ấy, tôi lại bị underrated và trả lương không xứng với thực lực của mình. Bây giờ các ông lại còn định trả tôi thấp hơn cả điều cũ nữa. Giờ muốn sao đây? Trước những lý lẽ quá chắc chắn của De Bruyne, ban lãnh đạo của City đã buộc phải xuống nước và ngay đâu đó đã tăng offer cũ lên tới 30% cho nhà trưởng của mình. Vậy là ai về nhà nấy cũng đều vui vẻ cả. KDB thì có được một mức lương xứng đáng với những gì mà mình thể hiện trên sân. City thì trói chân được trụ cột của mình với một cái giá hợp lý, không bị hớ giống như đội đỏ nào đấy. Vậy bài học rút ra ở đây là gì? Nếu muốn xanh chín trong việc ký hợp đồng, cứ ném data vào mặt nhau là giải quyết được hết. Ông đòi tăng lương? Nhìn data như bụi này mà đòi tăng á? Chưa sút là may. Đội offer lương quá béo, data bảo tôi đá hay như thế này mà cho được tí lương thế thôi á. Vậy nhá, có không giữ mất đừng tìm. Và đó là câu chuyện về việc De Bruyne đã sử dụng dữ liệu để tăng lương như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ Gen trong suốt thời gian qua. Nếu thích video này, đừng quên bấm like, share và subscribe kênh cho chúng mình nhé. Và đừng quên, bên cạnh bóng đá, chúng mình còn có Gen Cine, Gen Esports và một kênh chuyên livestream Gen Tactics nữa nhé. Đừng tiếc gì một subscribe cho những kênh này để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.